là một tay giang hồ có số má ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Với các thành tích trộm cắp, móc túi, đâm thuê chém mướn, Phan Đình Tuấn, thường gọi là Tuấn Lầy, sau nhiều lần ra tù vào tội, lại sa vào con đường làm giàu từ ma túy. Phải nhận hai án tử hình, nhưng Tuấn vẫn có ước nguyện được hiến tim sau khi bị thi hành án, nhưng không được chấp nhận. Chùm ma túy Tuấn Lầy bình thản trả giá cho tội lỗi của mình. Trước khi thi hành án, người đàn ông mang hai án tử hình chỉ nhắn nhủ bạn bè, anh em xã hội sống tốt và chấp hành pháp luật để không phải trả giá như mình. Ngày 7 tháng 6 năm 2019, Hội đồng thi hành án tỉnh Nghệ An đã tiến hành thi hành án đối với bị án Phan Đình Tuấn, thường gọi là Tuấn Lầy, 48 tuổi, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Bị án này đã hai lần bị Tòa Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Số lượng ma túy Tuấn Lầy buôn gần hơn 400 bánh heroin. 5 giờ cùng ngày, Tuấn Lầy được đưa từ buồng biệt giam đến thi hành án. Bị án chấp hành đúng các chỉ dẫn của hội đồng thi hành án. Tuấn Lầy có tên khai sinh là Phan Đình Tuấn, trong một gia đình có 3 anh em ở khối 1, phường Đội Cung, thành phố Vinh. Tuấn sinh ra và được nuôi dưỡng trong một gia đình có nề nếp. Bố mẹ đều là cán bộ nhà nước, nên lúc còn nhỏ, Tuấn cũng đi học và được đánh giá là hiền lành. Sống dưới thời bao cấp, bọn trẻ chẳng có gì chơi ngoài đánh trận giả và xích mích đánh nhau. Tuy nhỏ con, nhưng Tuấn có khuôn mặt rất ngầu, đôi mắt sách dữ tợn và đặc biệt là lì đòn. Trong những trận đánh nhau của lũ trẻ con, Tuấn lúc nào cũng giành phần thắng, dù cơ thể bị bầm đòn, loang lổ máu. Từ những trận đánh đó, Tuấn được lũ trẻ trong khu phố, trong lớp học, tôn là đại ca và nương tựa vào những lúc bị bắt nạt. Cảm giác được nhờ vả, kính nể đã làm Tuấn say mê và lạc lối khi lựa chọn thể hiện bản lĩnh, uy quyền bằng sức mạnh cơ bắp của một thằng đàn ông. Được biết, ông trùm Tuấn Lầy từng nhận mình là người sống không tù. Hắn bắt đầu gia nhập giang hồ bằng trộm cắp, móc túi, đâm thuê chém mướn. Với khuôn mặt lạnh lùng và hành động quyết đoán, Tuấn Lầy sẵn sàng chiến tới cùng nếu gặp đối thủ cạnh tranh. Với độ lì lợm như vậy, Tuấn Lầy đã nhanh chóng lấy số má với giang hồ xứ Nghệ. Điển hình nhất là vụ huyết chiến với băng đảng Hùng Búa. Băng đảng Hùng Búa thời điểm này được xem là mạnh nhất ở xứ Nghệ vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Sau cuộc chiến này, Tuấn Lầy lên hàng ông trùm giang hồ, mặc dù sau đó Tuấn bị bắt và xử phạt 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Ra tù, Tuấn không chịu tu tầm mà tiếp tục sa vào con đường tội lỗi. Hắn tuyển hàng chục đối tượng bất hảo, chuyên đòi nợ thuê, bảo kê, cho vay nặng lãi, cờ bạc lô đề. Tuy nhiên, năm 2000, Tuấn Lầy tiếp tục vào tù lần thứ hai khi bắn nhau với băng nhóm khác tại Nghi Lộc. Sau khi ra tù, Tuấn tiếp tục ngựa theo đường cũ. Năm 2003, tại thành phố Vinh, nổi lên băng nhóm do Nguyễn Ngọc Lương, tức Lương Liễu, cầm đầu. Thời điểm này, Lương Liễu tuyên bố sẽ lấy máu Tuấn Lầy để đoạt ngôi vương trong giới giang hồ. Một trận tranh đấu diễn ra. Lần này, Tuấn Lầy bị Lương Liễu vác dao xông vào chém. Nhanh chóng, Tuấn rút súng bắn xuyên đùi đối thủ. Tiếp đó, Tuấn nã liên tiếp một loạt đạn khiến Lương tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tuấn Lầy bỏ trốn. Phan Đình Tuấn bị truy nã toàn quốc về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Sau một thời gian lẩn trốn, Tuấn tìm cách vượt biên sang Trung Quốc, rồi Thái Lan, Australia, Pháp, rồi sang Anh. Trong thời gian trốn ở đây, Tuấn Lầy bị cảnh sát Anh bắt giữ về tội hút thuốc nơi công cộng, đưa vào trại tị nạn chờ ngày hồi hương. Sau đó Tuấn bị bắt giữ theo chương trình hợp tác truy nã tội phạm giữa hai nước. Đến tháng 5 năm 2008, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Phan Đình Tuấn 10 năm tù về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Năm 2014, do cải tạo tốt nên Tuấn Lầy được ra tù trước thời hạn. Không lâu sau, tháng 7 năm 2014, Tuấn Lầy bị bắt giữ vì liên quan đến đường dây mua bán 110 bánh heroin. Khi ông trùm này đang bị giam giữ chờ xét xử, thì cơ quan điều tra phát hiện hắn liên quan đến một vụ án ma túy khủng lên tới 294 bánh heroin. Tuấn được xác định là người điều hành trực tiếp đường dây ma túy xuyên quốc gia này khi đang thụ án 10 năm tù về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tại trại giam Bình Điền, Thừa Thiên Huế vào năm 2013.
Trong phiên tòa xét xử vụ 110 bánh heroin, Tuấn bị tuyên án tử hình. Sau đó Tuấn nhận tiếp án tử thứ hai trong vụ án 294 bánh heroin. Tại phòng thi hành án, bị án gửi lời xin lỗi đến các cán bộ quản giáo, ban giám thị vì thời gian qua đã có những cư xử không đúng mực. Bị án xin lỗi cán bộ quản giáo, ban giám thị, bị án trong thời gian biệt giam vì tâm lý hoang mang nên có những cư xử không đúng mực, bị án Tuấn Lai nói. Trước khi thi hành án, Tuấn Lai bình thản ăn hết suất ăn, hút hết điếu thuốc đã được cán bộ thi hành án chuẩn bị sẵn. Tuấn bộc bạch, bị cáo cảm thấy rất biết ơn vì nhà nước và hội đồng thi hành án đến lúc chết vẫn đối xử tử tế với bị án như vậy. Ngoài ra, bị án Tuấn Lai còn nhắn nhủ với bạn bè, anh em của mình và những người khác có ý định vi phạm pháp luật thì nên dừng lại. Tội ác nào rồi cũng bị pháp luật trừng phạt thích đáng. Mong mọi người sống tốt để không phải trả giá cho tội ác bằng chính mạng sống như y. Tuấn tự nguyện đi đến, nằm lên giường thi hành án và xin không bịt mắt để được nhìn cuộc sống quanh mình một lần nữa. 7 giờ, việc thi hành án đối với Phan Đình Tuấn kết thúc. Dự định được hỏa thiêu của Tuấn cũng không thể thực hiện. Với những hành vi mà mình gây ra, Tuấn lại lường trước được những kết cục của mình. Vì vậy trong tất cả những lần ra hầu tòa, hắn rất thoải mái, bình thản, thậm chí vui vẻ đón nhận sự phán quyết của tòa. Nhưng phiên xét xử lần này thì khác. Tuy vẫn giữ được bình thản, thậm chí có phần ngạo nghễ, nhưng có một điều làm gã không phục. Đó là Nguyễn Thị Hương, người tình từng đầu ấp tay gối, luôn bên cạnh gã trong những năm tháng ở trong trại giam. Trong suốt phiên tòa, cả Tuấn và Hồ Sự Cơ đều khẳng định rằng Hương mới là người cầm đầu trong đường dây ma túy này. Trong vụ này, Tuấn chỉ là người giới thiệu mối hàng, nơi tiêu thụ, còn Hương là người trực tiếp giao dịch, thu tiền. Toàn bộ số tiền lãi từ những phi vụ mua bán hàng trắng này lên tới cả 100.000 đô la, chảy hết vào túi của Hương. Tuấn không được một xu nào. Nếu ai theo dõi vụ án này, hẳn còn nhớ chi tiết Tuấn Lai nhất quyết kéo người tình của mình vào trong tù. Chiều 26 tháng 12 năm 2017, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm lưu động tại trại giam công an tỉnh Nghệ An, xét xử vụ án mua bán trái phép 294 bánh heroin do có đơn kháng cáo của Phan Đình Tuấn, tức Tuấn Lai, sinh năm 1971, Hồ Sự Cơ, sinh năm 1983, Nguyễn Quốc Thắng, sinh năm 1977, cùng trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Vũ Thành Trung, sinh năm 1964, trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, và Phan Thanh Tòn, sinh năm 1989, trú huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Theo cáo trạng, từ cuối năm 2013 đến ngày 15 tháng 2 năm 2014, dù đang chấp hành bản án 10 năm về tội giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, nhưng Phan Đình Tuấn đã chỉ đạo đàn em thực hiện 6 vụ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lên tới 294 bánh, tương đương 102 kg. Trong đó, Phan Đình Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự hành vi mua bán trái phép 294 bánh heroin, Vũ Thành Trung 162 bánh heroin, Hồ Sự Cờ 162 bánh heroin, Nguyễn Quốc Thắng 60 bánh heroin, Phan Thanh Tòn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển trái phép 60 bánh heroin. Trong phiên xử sơ thẩm ngày 30 tháng 5 năm 2017, cả 5 bị cáo này bị Tòa Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt án tử hình. Liên quan đến vụ án này còn có Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1968, trú tại thành phố Vinh, là người tình của Tuấn. Biết việc Tuấn mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí, nhưng Hương không tố giác với cơ quan chức năng để đấu tranh ngăn chặn hành vi phạm tội, nên bị hội đồng xét xử tuyên phạt 1 năm tù về tội không tố giác tội phạm. Vì vậy, ngoài đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Phan Đình Tuấn, Hồ Sự Cờ, Nguyễn Quốc Thắng còn có đơn kháng cáo cho rằng cấp sơ thẩm đã bỏ lọt tội phạm đối với Nguyễn Thị Hương về tội mua bán trái phép chân ma túy. Do Nguyễn Thị Hương chấp hành xong hình phạt tù nên đã trở về địa phương, tòa án gửi giấy triệu tập Hương đến để làm rõ nội dung kháng cáo của các bị cáo. Nhưng Hương có đơn xin xét xử vắng mặt. Tại phiên tòa phúc thẩm, Phan Đình Tuấn, Hồ Sự Cờ và Nguyễn Quốc Thắng đều cho rằng người đứng đầu đường dây ma túy này là Nguyễn Thị Hương. Giải thích về việc đề nghị cấp phúc thẩm xem xét vai trò của người tình trong đường dây, Phan Đình Tuấn cho biết, người nào làm thì người đó chịu, sự việc phải rõ ràng, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Các đàn em thì bị xử nặng, còn người chủ mưu thì bị xử tội không tố giác tội phạm, nên Tuấn mới tố cáo. Tuấn quen biết Hương vào cuối năm 2010. Năm 2011, hai người nảy sinh tình cảm. Thời điểm ấy,
Hương quá chồng, còn Tuấn cũng đã ly dị vợ. Vì vậy người phụ nữ này thường xuyên vào tù để gặp Tuấn. Tuấn khẳng định Hương mới là người cầm đầu trong đường dây ma túy này, còn Tuấn chỉ là người giới thiệu chứ không hề có một đồng nào từ việc mua bán hàng trắng. Vì vậy Tuấn cho rằng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố Hương tội không tố giác tội phạm là để sót người lọt tội. Tuy tố cáo như vậy, nhưng Tuấn và các bị cáo không cung cấp được bằng chứng chứng minh Hương là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo các phi vụ mua bán ma túy. Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Phan Đình Tuấn, Nguyễn Quốc Thắng, Vũ Thành Trung và Phan Thanh Toàn không cung cấp thêm được các tình tiết giảm nhẹ so với cấp sơ thẩm. Vì vậy, sau khi xem xét, hội đồng xét xử đã tuyên y án tử hình. Về nội dung kháng cáo, vai trò của Nguyễn Thị Hương trong đường dây ma túy này, hội đồng xét xử ghi nhận và sẽ chuyển đến cơ quan điều tra đề nghị làm rõ, nếu có sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng về bị cáo Hồ Sự Cơ, trong quá trình tạm giam để phục vụ điều tra, Cơ đã hai lần phát hiện và báo cáo giám thị trại giam kịp thời cứu người cùng buồng có ý định tự tử. Vì vậy, Ban giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã có văn bản đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử cấp cao chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Hồ Sự Cơ từ tử hình xuống chung thân. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy trong những năm qua, việc phòng chống tội phạm ma túy ở nước ta luôn được quan tâm. Hàng loạt đường dây ma túy xuyên quốc gia bị bóc gỡ, có những vụ án buôn bán ma túy cực lớn được đưa ra xét xử. Dù mạnh tay như vậy, nhưng nhiều đường dây buôn bán, tàng trữ ma túy số lượng lớn đã hình thành, áp dụng công nghệ cao, sẵn sàng manh động với vũ khí nóng để đối phó với cơ quan chức năng. Tình hình buôn bán trái phép ma túy, chất gây nghiện trên địa bàn cả nước vẫn không giảm. Đơn giản vì lợi nhuận của nó rất cao. Tội phạm ma túy tăng cao, kéo theo tệ nạn ma túy tăng cao. Một số lượng ma túy tổng hợp lớn đã lọt ra ngoài xã hội, đó là hiểm họa quốc gia. Tác hại của nó là vô cùng khủng khiếp. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.